nhằm nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, những vướng mắc hạn chế trong chính khối doanh nghiệp này. Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của các địa phương và của các doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước được xác định giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn chưa thể hiện tốt vị thế của mình, chưa phát huy được lợi thế về nắm giữ nguồn lực trong thực hiện sứ mệnh của mình. Chỉ riêng các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang nắm giữ, mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế, khoảng 0,08% số doanh nghiệp hoạt động tại thời điểm ngày 31 tháng 2 năm 2020, nhưng lại nắm giữ nguồn lực lớn của kinh tế, khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường. Để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững, phát huy được thế mạnh, tiềm năng của mình, thực sự là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh, rất cần nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đối với khu vực doanh nghiệp này, những tồn tại hạn chế trong chính doanh nghiệp để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Người đứng đầu chính phủ đặt ra nhiều vấn đề, câu hỏi để các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu, thảo luận và làm rõ. Ngay sau hội nghị, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết với các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Trước những biến động về giá cả thị trường bao gồm cả xăng dầu trong thời gian gần đây, phóng viên của chúng tôi đã có những ghi nhận cụ thể, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Liên Bộ Tài chính Công Thương đã có kỳ điều chỉnh xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó, chiều nay giá xăng dầu đã có kỳ điều chỉnh giảm sau lần thứ 7 tăng liên tiếp và sau 6 đợt tăng từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 650 đồng, RON95 hạ 630 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng xăng dầu tăng thêm 560 đến 1.670 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, các mặt hàng xăng dầu hạ thêm 560 đến 1.670 đồng trên 1 lít kg, tùy loại cách đây 10 ngày. Như vậy, sau kỳ điều chỉnh giá xăng E5 RON92 từ 15 giờ ngày 21 tháng 3 sẽ là 28.330 đồng trên 1 lít, RON95 là 29.190 đồng trên 1 lít. Đây là lần giảm giá đầu tiên kể từ đầu năm sau 6 lần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, theo ghi nhận, với kỳ điều chỉnh lần này, nhiều ý kiến của người dân cho rằng điều chỉnh giảm lần này vẫn chưa giúp giảm gánh nặng chi phí, trong khi mặt bằng giá xăng dầu hiện tại vẫn tiếp tục đang ở mức cao. Có giảm thì là cũng được tốt, nhưng mà với giảm được mức đến 600 đến 700 đồng thì nó vẫn chưa là nhiều, thì vẫn chưa hợp lý lắm. Nhưng mà có giảm là em thấy cũng được rồi. Em thấy nó vẫn khá là ảnh hưởng, như là tại vì mặc dù giảm được một số ít thôi, nhưng mà cái số lượng xăng dầu mà mọi người cần sử dụng vẫn còn rất là nhiều, mà kiểu giảm mỗi được từng đấy mà mình vẫn chỉ đi được với cái số lượng xăng như thế thì vẫn là chưa đủ. Thời gian qua, giá xăng dầu đã tăng nóng, đã tác động tiêu cực đến phục hồi phát triển kinh tế đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việc giá xăng dầu trong nước giảm sau hơn 2 tháng tăng liên tục là tín hiệu vui, giúp người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí. Tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài được thực hiện trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam. Đây cũng là chia sẻ của Tổng cục Thuế tại hội nghị công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile được Tổng cục Thuế tổ chức đầu tuần qua. Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Google đã đưa ra những nhận định về khả năng quy mô của nền kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025. Thực tiễn này đòi hỏi cần có những thích ứng phù hợp kịp thời, không chỉ nhằm quản lý hiệu quả mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời tạo sân chơi bình đẳng giữa loại hình kinh doanh truyền thống và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, giữa hoạt động kinh doanh trong nước và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Chúng tôi cũng mong muốn là có một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng, và bên cạnh đấy thì có những cái công cụ nó thuận tiện để chúng tôi thực hiện được các cái nghĩa vụ nói chung đối với nhà nước, và trong đấy thì có cái nghĩa vụ thuế. Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết việc chính thức vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài và ứng dụng eTax Mobile không chỉ nhằm quản lý thuế hiệu quả mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử. Là cái công cụ để cho nhà cung cấp nước ngoài người ta thực hiện việc tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Theo đó, chúng ta yêu cầu họ cung cấp cho ta toàn bộ số tiền người ta nhận được từ Việt Nam là bao nhiêu, số tiền người ta đã được khấu trừ qua thuế nhà thầu là bao nhiêu. Chúng ta quản lý luôn cả các cá nhân là những người tiêu dùng dịch vụ này. Bởi vì các cá nhân này cũng có những người ta dùng dịch vụ để kinh doanh, nhưng có người dịch vụ để tiêu dùng. Và chúng ta yêu cầu nhà cung cấp nước ngoài cung cấp cho chúng ta cái danh sách của các cá nhân, danh sách của các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của họ. Và trên cơ sở các thông tin đó, chúng ta sẽ có dữ liệu của ngành thuế cùng với các dữ liệu liên ngành, chúng ta có thể kiểm tra kiểm soát cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế của mình. Duy trì hai cái hệ thống này một cách liên tục, ổn định và thông suốt 24/7, hướng dẫn và giúp đỡ người nộp thuế sử dụng một cách dễ dàng và ứng dụng và đảm bảo một cách hiệu quả nhất. Thứ hai là đảm bảo bảo mật một cách tuyệt đối. Thứ ba nữa là thực hiện kiểm tra, rà soát, giám sát và thực hiện thanh tra đối với những trường hợp trốn thuế. Và thứ tư là nghiên cứu nâng cấp tích hợp cái tiềm ích và mở rộng việc ứng dụng đối với các cái doanh nghiệp trong để quản lý thuế một cách tốt hơn. Với sự quyết tâm nỗ lực cao của ngành thuế và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là các nhà cung cấp nước ngoài, việc vận hành đưa vào triển khai hoạt động cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng như triển khai ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile sẽ đem lại hiệu quả to lớn, tạo tiền đề tốt để ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Sau hơn 2 năm ngủ đông vì dịch bệnh COVID-19, khi hàng không quốc tế được phép mở cửa trở lại, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã bắt đầu nối lại các tour quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi du lịch của người dân. Sau các tour Dubai, Campuchia, Thái Lan, cuối tháng 3 này đoàn khách Việt Nam đầu tiên sẽ đến Mỹ. Khi thị trường du lịch được dần mở trở lại sau thời gian ngưng trệ vì dịch COVID-19, gia đình anh Nguyễn Xuân Quyết, quận Bình Thạnh đã nhanh chóng đăng ký ngay tour du lịch Mỹ sau nhiều lần lỡ hẹn. Tại vì thứ nhất là trước là mình cũng lỡ hẹn vì đáng lẽ đi năm rồi nhưng mà do dịch đó, nên là không đi được. Cái kế hoạch đã định rồi nên là kỳ này mình quyết tâm mình đi. Cũng giống như gia đình anh Quyết, gia đình ông Hồ Việt Dũng, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký ngay tour đi Mỹ để du lịch kết hợp thăm thân nhân trong dịp này. Theo ông Dũng, mặc dù dịch bệnh vẫn còn, song nhờ vaccine cùng sự chăm sóc của công ty cho chuyến đi, gia đình ông hoàn toàn yên tâm, không có gì phải e dè. Cái này thì không được đi, thì lúc này công ty du lịch Hoàng Mỹ tổ chức lại tour nên hai vợ chồng đăng ký đi để đi thăm thân nhân và thăm con và kết hợp với đi du lịch luôn. Công ty du lịch Hoàng Mỹ là công ty tổ chức đi tour Mỹ đầu tiên của cả Việt Nam. Mình cũng không lo ngại gì về dịch bệnh hết, mình thấy công ty lo tốt hết rồi, lo chăm sóc đi hết tất cả các cái dịch bệnh này kia các thứ chu đáo hết nên không yên tâm. Theo thống kê của các công ty lữ hành, tour du lịch nước ngoài luôn là sản phẩm được du khách Việt Nam đón chờ. Đặc biệt là sau 2 năm du khách Việt chưa thể đi du lịch nước ngoài, ngay từ giữa tháng 2, số lượng khách đặt tour xuất ngoại bắt đầu tăng nhiệt và đang ngày càng sôi động. Số lượng các đoàn khách đăng ký tour nước ngoài tăng mạnh so với tháng trước và đều đặn hơn, được coi là tín hiệu vui sau một thời gian dài thị trường du lịch ao bao đóng băng. Tháng 3 này, Hoàng Mỹ sẽ có được một cái nhóm khách hàng tham quan Tây Bắc của nước Mỹ. Thì với cái nhóm khách hàng này, thực sự là hiện tại chúng tôi nhận được những cái nhu cầu đăng ký tour nhiều hơn cái số lượng mà chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức, nhưng mà chúng tôi đành phải từ chối để mà đảm bảo là chúng tôi có thể tổ chức tốt nhất cũng như là dự đoán được những cái tình huống xảy ra mà chúng tôi có thể xử lý tốt nhất. Thì như vậy là hiện tại chúng tôi đang tổ chức cũng như là chuẩn bị cho cái chùm tour Mỹ khởi hành từ cuối tháng 3, trải dài cho đến cuối năm. Là đơn vị chuyên các tour đi Mỹ, ngày 26 tháng 3 2022, doanh nghiệp này sẽ có hành trình đầu tiên đưa đoàn khách tới Mỹ. Theo đó, tour có lộ trình Seattle, Portland, San Jose, San Francisco trong 8 ngày. Đại diện công ty cho biết, trong tình hình mới hiện nay, công ty sẽ thực hiện nhiều thay đổi để hỗ trợ tốt nhất cho du khách. Chúng tôi cho khách cá nhân hóa các cái bữa ăn. Tức là các bữa ăn trước đây thì trong những cái hành trình du lịch thì du khách thường ngồi ăn cơm, chúng ta hay gọi là cơm gia đình, thì ngồi một bàn như vậy thì từ 8 tới 10 người, nhưng mà trong cái bối cảnh này thì sẽ linh động giới hạn lại những cái khu vực bàn nhỏ hơn và phục vụ riêng biệt và cá nhân hóa các cái bữa ăn cho từng khách. Thứ hai là Hoàng Mỹ không có nhận quá nhiều du khách vào một tour. Hiện nay, việc khôi phục thị trường du lịch nước ngoài sẽ đóng góp rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó cũng giúp ngành du lịch Việt Nam khôi phục mạnh mẽ hơn trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Năm 2022, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao, đứng thứ 6 trên thế giới. Vì thế, mục tiêu của chính phủ đặt ra là vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, nhanh chóng đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong tình hình đó, triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ nhất trong năm 2022 được diễn ra tuần này tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia Hà Nội. Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2022 đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến với những thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự, giới thiệu trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Nhiều đơn vị có gian hàng quy mô lớn từ 36m2 đến 432m2, cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập kinh doanh quốc tế. Triển lãm quốc tế Vietbuild là nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 và suy thoái kinh tế. Vietbuild góp phần hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam trong những năm qua và tiếp tục phát triển vững chắc trong năm 2022 với nhiều phân khúc đa dạng và phong phú. Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên ngành với đề tài thiết thực và phong phú nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và liên tục sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng và nhà ở đô thị theo hướng phát triển xanh bền vững như xây dựng nhà ở tiết kiệm năng lượng bằng gỗ Hinoki Nhật Bản. Diễn đàn doanh nghiệp, hội nghị khách hàng, triển lãm mở cửa từ ngày 23 tháng 3 năm 2022 cho đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2022 tại Cung Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia số 1 Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Theo đánh giá của các nhà đầu tư, Việt Nam đang nổi lên là một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất khu vực ASEAN về tốc độ phát triển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để tạo sức bật cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam cần sớm có những cơ chế đặc thù. Tại hội thảo cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa phương, kinh nghiệm thế giới và bài học cho Hà Nội do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, các doanh nghiệp và các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp xây dựng hệ sinh thái startup hoàn thiện hơn. Hà Nội hiện có hơn 80% trường đại học, viện nghiên cứu, 80% phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 65% giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học hiện làm việc và sinh sống tại Hà Nội, là nơi hội tụ nhiều nhân tài với nguồn lực tri thức dồi dào, có tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo rất lớn. Những cơ chế đặc thù cho nhà đầu tư, cá nhân cho khởi nghiệp vô cùng quan trọng như thủ tục cấp phép sản phẩm, tiếp cận nguồn tài chính, đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp khởi nghiệp thường là thiếu vốn đầu tư và thiếu mặt bằng sản xuất, rồi là thiếu mặt bằng kinh doanh. Nói chung là những doanh nghiệp khởi nghiệp thì thiếu rất nhiều thứ. Muốn là Sở Kế hoạch Đầu tư và Bộ Kế hoạch Đầu tư tạo cơ hội để cho doanh nghiệp có, thứ nhất là kết nối làm ăn, và thứ hai nữa là có những cái vườn ươm doanh nghiệp để cho doanh nghiệp có thể vào và đầu tư và an tâm sản xuất ở trong những cái vườn ươm này. Hiện nay, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ đề xuất được các tổ chức đầu tư, các quỹ đầu tư, các công ty đầu tư, nhưng còn cá nhân đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn nhiều khó khăn trong khởi nghiệp, cần có sự hỗ trợ để phát triển mô hình kinh doanh mới. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế chính sách vượt trội, đột phá cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp là một đòi hỏi cấp thiết. Mặc dù chúng ta có rất nhiều văn bản, rất nhiều cơ chính sách và các chương trình, đề án, tuy nhiên thì đứng ở góc độ về mặt thể chế, rõ ràng chúng ta cũng cần phải làm nhiều hơn nữa. Ví dụ như hiện nay câu chuyện về môi trường kinh doanh, các điểm nghẽn, các câu chuyện về cơ chế thử nghiệm sandbox thì vẫn cần phải có những cái văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ. Tôi ví dụ là chúng ta có những cơ chế sandbox như là mobile money, tuy nhiên còn cần nhiều hơn thế. Chẳng hạn như trong thời gian tới chúng ta cần những cái cơ chế ví dụ như là thử nghiệm, chẳng hạn cho các lĩnh vực fintech. Với Việt Nam chúng ta thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng là làm sao để hình thành những các mạng lưới, trong đó có mạng lưới cố vấn và huấn luyện viên, để làm sao mà bản thân các đội ngũ cố vấn đó họ là cái người mà khích lệ động viên cho các bạn startup khi mà các bạn đấy có thể là gặp được khó khăn, hoặc là cùng với các bạn startup tìm ra những cái giải pháp trong suốt cái con đường hành trình của các bạn đó. Thì tôi nghĩ là ở đâu đó thì chúng ta có rất nhiều những cái người có thể trở thành những cái đội ngũ cố vấn. Tuy nhiên thì làm sao để gắn kết tất cả người đó, làm sao mà để nâng cao năng lực của họ thông qua những khóa đào tạo, làm sao mà để họ có cơ hội để họ trở thành cố vấn và ghép cặp với các startup của chúng ta. Theo đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong năm 2021 đã hỗ trợ kinh phí tham gia cơ sở ươm tạo cho 9 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được ươm tạo. Trong năm 2022, Trung tâm đặt mục tiêu phối hợp với 8 đơn vị truyền thông hỗ trợ kinh phí xây dựng các chương trình tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đào tạo chuyên sâu cho 60 startup, 60 cố vấn khởi nghiệp, tổ chức 8 hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ kinh phí cho 10 đội nhóm khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm tại nước ngoài, trợ kinh phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung cho 15 doanh nghiệp khởi nghiệp.